bạn, đây là thành quả mình đi bắt được chim hôm này các bạn. Hôm rồi mình không có ra clip mới, hôm nay mình mới đi sâu hôm được một mớ chim với cò với cu nè. Mình ra clip mới cho cả nhà xem nha. Giờ mình ốp xong xuôi cho người mình sẽ sẵn là bỏ vô luôn nha cả nhà. Bỏ vô mình nướng nha. Giờ mình bỏ vô mình nướng. Bỏ bỏ gì ta? Móc móc luôn. Mưa gió quá với mình đi làm mình không có ra được clip nào cho cả nhà xem. Hôm nay mình đi sôi hôm được tập phim mà mình làm clip để ra cho cả nhà xem nha. Quá nóng quá. Đây là con cò cả nhà. Cò xanh nha. Con cò xanh này nó bự hơn mấy con cò kia. Đây là con cò nè, hai con cò. Đây là con cua đất nha các nhà. Đây con cua đất nữa. Đây là con gà siêu to của mình, nó đi theo gà mái ở hàng xóm không, mình hôm mình bắn mình làm thịt qua nó luôn cả nhà ơi. Gà này nó hư quá. Ồ, tầm quá ta. Tầm. Giờ mình đậy là khoảng 15 phút mình giả ra mình quét cho lên màu cả nhà ơi. Xong. Hẹn cả nhà 15 phút sau nha. 15 phút sau khui thùng. Chèn rửa giặt má. Chèn. Chèn rửa giặt. Chèn rửa giặt giọt rửa má ngủ đó. Rồi bây giờ trong những phút chờ đợi một hồi 15 phút mình dở mình quét cho lên màu, mình hãy bạn hãy đón xem clip sau của mình đêm hôm nha. Mời các bạn hãy đón xem nha. Hello mọi người. Ôi, màn hình đêm nó vậy hết ta. Hôm rồi mình không có đi bắt cái gì chăng, không có ra clip mới cho cả nhà xem. Hôm nay mình đi soi bằng đêm luôn mọi người ơi. Không thấy trời trăng như trời. Đi đâu chú Hùng? Nên mình ra sông đi soi nha mọi người ơi. Hôm rồi mình đi làm không có ra được clip nữa, cho nên bữa nay mình đi ra sông soi chim, mình ra clip cho cả nhà xem nha. Thấy gì nào? Mình đang quay nè. Thank you.
làm lỗi phức quá. Qua đi bà ơi, bà. Một giờ đủ xa thì không thấy rồi. Chừng nào thì có đèn sáng sáng chứ không? Con gọi cái đèn vô á. Thủ đạn chứ không? Ra móc mắt vô. Đúng rồi, cãi rồi, mấy bạn cãi luôn. Nổ luôn. Đâu rồi, chạy cái đường này. Chắc mình kéo vô phụ cái trời. Vô. Vô đứng lên, nó đứng lên rồi trời. Vô đứng lên rồi. Dạ, nó tao nghe. Tao nghe. Dạ, rồi, dạ, con. Dạ, lên. Vô, được, vô. Được. Bay đi rồi. Rớt lông. Trúng nó rớt. Rớt lông đó kìa. Lông nóc luôn kìa. Thôi trúng mà. Quá biết lặng hả? Làm. Ôi dồi ôi. Ừ, sao? Nó rớt đây luôn mà. Đây nó rớt đây nè. Nhưng mà... Ủa sao chìm nó nổi? Cứ nó mò. Thôi đừng, vậy? Thôi đừng xuống tối thì lạnh chết. Kìa lông ở trong đó kìa. Sao? Tao ghé xuống nha, có chuyện nằm với đã rớt cái này nè. Con xuống. Ừ. Sâu á. Chừng chết chìm không? Đây nè, nước cái đây nè. Đi á. Lặn sâu được nè. Có đèn á, gọi đèn từ từ đi. Em quá. Bắn trúng nhưng mà nó xuống nước nó lặn. Những cái mò dính này á. Thì đó, không quất mò. Nó nổi thì cây tối nó lặn đi đâu được. Mà nó rớt ngay cây mà. Cây xìu nè. Hả? Thank you.
Auto trúng còn bắn cò quắt là không tôi về trúng bắn sớt đầu không à, bỏ luôn lắm tiếp tục cuộc hành trình. 3, 4 con cháu chẹt, hai con cua đất cua Mỹ không á, cò bắn sớt đầu dạt bắn rớt mà lặn rớt lòng rớt lòng là bài cất xí nhục. Chị đã mới đục chị đạp rồi.
đống nước vô xuồng luôn. Ok luôn nha, quá ngon, xuống đây rồi. Đem cò chim này ra đây, này là con cò này cả nhà. Dạ con á, cái điện thoại con điện không được lắm ơi. Quá hấp dẫn cả nhà ơi. Đây cũng còn là con cua đất luôn nha. Dùng nha. Mời cả nhà ơi. Chấm một miếng nước chấm mỗi
còn nước mũi không? Có không? Cặp bò phom rau gắt thì mới ngon đó nha. Mọi người nhận thức nha. Nước tê này hãy chia sẻ và đăng ký cho mình nha cả nhà. Lắc ngon mở nhà quá ngon nha. Đây thầy sẽ chia sẻ về kênh cho mình nha cả nhà. Rồi mình cũng kết thúc video tại đây nha cả nhà ơi. Hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Bye bye cả nhà ơi. Hẹn cả nhà clip tiếp theo nha. Thank you.